Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Theo báo chí xứ sương mù, Arsenal sẽ chi trả một khoản tiền cho Benfica ở vòng 32 đội Europa League sắp tới. Đại dịch Covid-19 khiến các đội bóng Anh phải di chuyển đến một địa điểm trung lập khi họ thi đấu tại hai sân chơi châu Âu là Champions League và Europa League. Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Benfica sẽ diễn ra trên sân vận động Olimpico tại thủ đô Roma, nước Ý. Điều đáng mừng hơn là cả khi ngoại trừ Arsenal, các câu lạc bộ Premier League khác không chịu một khoản phí nào. Thời điểm hiện tại, Đức và Tây Ban Nha đã cấm nhập cảnh những người đến từ Anh Quốc do lo sợ chủng biến thể mới của Covid-19. Nguyên nhân khiến Arsenal phải chi trả khoản phí bồi thường cho Benfica là bởi Anh Quốc cấm công dân của mình đến Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, các đội bóng Premier League khác ngược lại với pháo thủ khi họ bị từ chối nhập cảnh bởi đối thủ. Sau hành động đầy bạo lực với Nean Maupay hồi cuối mùa giải năm ngoái, tiền vệ Matteo Guendouzi đã bị loại khỏi kế hoạch phát triển của Arsenal và buộc chuyển đến đầu quân cho câu lạc bộ Hertha Berlin dưới dạng cho mượn. Tại đây, ngôi sao người Pháp nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Anh liên tục được trao cơ hội ra sân, thậm chí còn đóng vai trò chủ chốt trong đội hình của huấn luyện viên Pep Daray. Chứng kiến những màn trình diễn đến từ ngôi sao sinh năm 1999, nhiều người hâm mộ rất tò mò về việc liệu Arsenal có quyết định trao cho anh một cơ hội lần nữa hay không. Và để giải mắc thắc mắc này, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã có những chia sẻ cụ thể về tương lai của Guendouzi. Cậu ấy sẽ trở lại vào mùa hè. Arsenal sẽ thảo luận với Hertha Berlin về tương lai của cậu ấy nếu họ có cơ hội. Chúng tôi đã có tin đồn về khả năng Guendouzi rời Hertha Berlin vào tháng giêng để trở lại Arsenal. Nhưng điều đó không đúng bởi Hertha luôn muốn sở hữu và giữ cậu ấy ở lại với câu lạc bộ. Bên cạnh đó, nhà báo người Ý cũng bật mí với tương lai của một ngôi sao khác bên phía Arsenal, đó là Lucas Torreira, người đang đầu quân cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn. Mùa hè tới, Arsenal sẽ bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề của Guendouzi cũng như Torreira, bởi họ đã chọn ra thời điểm để ấn định tương lai của hai ngôi sao này. Qua kênh YouTube chính thức của Premier League, Bukayo Saka đã đưa ra nhận xét về hai đồng đội cùng độ tuổi trẻ như mình là Emil Smith Rowe và Gabriel Martinelli. Rowe đã hòa nhập hoàn hảo. Cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình và tôi nghĩ Rowe xứng đáng có nó. Khi được trao cơ hội, Rowe nắm bắt thời cơ và thể hiện tầm ảnh hưởng của cậu ấy có thể tạo ra cho đội bóng. Cậu ấy rất giàu năng lượng trên sân, xuất hiện ở mọi nơi, chạy, truyền và tạo ra cơ hội cho chúng tôi. Tôi yêu thích việc thi đấu cùng Rowe và cũng thật sự vui với những gì cậu ấy làm được kể từ khi gia nhập đội 1. Hãy xem Martinelli thi đấu và pressing, cậu ấy không bao giờ dừng lại. Martinelli không chỉ nhanh, mà còn có thể chạy cự ly xa với tốc độ không suy giảm và còn nhanh dần lên. Hãy nhìn vào bàn thắng tung lưới Chelsea của cậu ấy ở mùa trước. Martinelli không giảm tốc độ hay mệt mỏi, đó không chỉ là tốc độ mà còn là năng lượng của cậu ấy. Thật điên rồ, cứ như thể Martinelli có lắp pin sau lưng. William Saliba được Arsenal mua về với giá 34 triệu euro, nhưng không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta. Huấn luyện viên Arteta đã đánh giá khả năng của tôi trong 2 trận rưỡi. Tôi muốn Arteta cho nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, ông ấy nói tôi chưa sẵn sàng. Tôi đã chờ một cơ hội từ Arteta, nhưng bóng đá là thế. Saliba lần đầu tiên lên tiếng khi chuyển tới Nice theo thương vụ cho mượn từ Arsenal. Saliba là một trong những tân binh gia nhập Arsenal vào hè 2020. Pháo thủ chiêu mộ trung vệ này từ Saint-Étienne vào tháng 7 năm 2019 với giá 34 triệu euro. Huấn luyện viên Unai Emery muốn Saliba tích lũy kinh nghiệm. Arsenal đồng ý cho Saliba chuyển tới Nice bằng bản hợp đồng kéo dài 6 tháng. Đôi khi rất khó để giải thích về số tiền câu lạc bộ đã bỏ ra để đưa Saliba về, rồi mang cậu ấy cho mượn. Tuy nhiên, rất nhiều chuyện đã xảy ra với Saliba. Đây là cầu thủ có tương lai lâu dài tại Arsenal. Chúng tôi cần bảo vệ cậu ấy. Cho Saliba 3 hoặc 4 trận là không đủ. Cậu ấy cần nhiều thời gian hơn thế. Bây giờ, Saliba cần chơi và tận hưởng các trận đấu. Arteta nói về chuyện Saliba không có cơ hội ở đội 1. Theo Goal, Arsenal đánh bại Tottenham để chiêu mộ Saliba. Nếu Emery còn tại vị, tương lai của Saliba ở sân Emirates có thể sẽ khác. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.